Rồi, xin chào các bạn nha. Rồi, mời các bạn và mọi người cùng xem nha. Cái này là cảnh xà lan đang ở cảng Sài Gòn. Các lái đang chuyển chuyến hàng này qua nước ngoài nha các bạn. Cái chiếc này quá trời khủng rồi các bạn ơi. Đây là cái này là đi ra biển luôn đó nha các bạn. Phải nôi quá. Các bạn thấy chiếc xà lan khủng ghê. Thùng này là toàn được là cẩu trực tiếp không nha các bạn, thùng của container không á. Đó, các bạn thấy không, mình so với một chiếc tàu thôi là các bạn thấy rồi, phải nói quá trời to luôn các bạn ơi. Rồi, ở đây là cái phà đang cập bến nha các bạn. Chiếc xà lan chạy mà quá to luôn các bạn. Thank you.
cái ghe nó đạp không lên đâu nè các bạn. À, hướng nó chạy xiết á. Không, các bạn thấy không? Mọi người cùng xem nha, đạp không lên luôn rồi. Đây, nước này đang đổ vô. Có chiếc xà lan tiến tới các bạn ơi. Đây thì sông này là xà lan là chạy thường xuyên nha các bạn. Này là ở Sài Gòn. Ô, chiếc phà đang qua luôn. Phà đang qua luôn nha. Ở bến phà này là nó có hai bên nha các bạn. Tại vì nó nhiều quá, nó phải làm qua hai bên. Chiếc này là gần tới bến này nè các bạn, gần tới chỗ lên, và một chiếc ở sau nó đuôi theo nữa. Ồ, các bạn ơi, nó phải nói là liên tục chạy, nó đuôi nhau đây. Rồi mời mọi người cùng xem đó, ở đây là bến phà cắt lái nha các bạn, phà cắt lái của Đồng Nai với Sài Gòn là quận 2 nha các bạn. Đây, những chiếc phà này chắc nó chạy đúng cơ máy khủng không à các bạn ơi. Ui ở trên nè các bạn thấy không, nó Sài Gòn SG6084, SG là Sài Gòn đó. Này lái là ở trên rồi, cái này chắc nó tấp vô đây rồi các bạn.